Chào mừng các bạn đã đến với kênh tổng hợp. Trong bài tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Ngọc Trinh, người mẫu. Trần Thị Ngọc Trinh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989, thường được biết đến với nghệ danh Ngọc Trinh, là một người mẫu, diễn viên người Việt. Cô đã trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam quốc tế vào năm 2011. Ngọc Trinh sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989 tại thị trấn Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình nghèo theo Công giáo. Cô là con gái út trong một gia đình có 4 anh chị em, do mẹ ruột lâm bệnh nặng qua đời lúc cô vừa tròn 6 tháng tuổi. Vì thế, Ngọc Trinh đã lớn lên bằng một tay cha ruột nuôi nấng chăm sóc. Từ nhỏ cô đã phải đối mặt với cuộc sống khó khăn cùng gia đình và mẹ kế. Ngọc Trinh đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động thời trang ở Việt Nam từ năm 15 tuổi. Vào năm 16 tuổi, cô đã tham gia cuộc thi Hoa hậu trang sức và giành được giải nhì. Năm 2005, Ngọc Trinh tham dự siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Người đẹp ăn ảnh. Vào năm 2011, Ngọc Trinh đã gây sự chú ý của giới truyền thông bằng thân hình đẹp với dáng vẻ thướt tha và làn da mềm mại. Cuối năm 2011 cũng là một năm thành công đối với Ngọc Trinh khi cô đoạt giải Hoa hậu trong cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam quốc tế tổ chức tại Long Beach, California, Mỹ. Tại Liên hoan phim California năm 2019, Ngọc Trinh đã bị nhiều khán giả chỉ trích khi diễn đồ được cho là phản cảm và vụ việc sau đó đã bị nhiều báo chí nước ngoài đánh giá là hở hang. Ngoài ra, cô cũng có những phát ngôn gây sốc. Ngọc Trinh vừa trở thành sao Việt có lượng người theo dõi trên TikTok nhiều nhất, vượt mặt cả Hoa Linh, Sơn Tùng, MTV và Chibo. Mới đây, Ngọc Trinh đăng tải trên Instagram Story hình ảnh màn hình trang TikTok cá nhân đạt 6 triệu lượt theo dõi. Theo đó, nữ hoàng nội y chính thức vượt mặt nghệ sĩ Hoài Linh, Sơn Tùng và Chibo để trở thành người nổi tiếng có lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này tại Việt Nam. Ngọc Trinh quyết định tung bộ ảnh bikini để ăn mừng thành tích này. Được biết, bộ ảnh này còn có sự xuất hiện của 4 người mẫu mới trực thuộc công ty của Ngọc Trinh. Theo kế hoạch ban đầu, trong tháng 5 này, Ngọc Trinh tổ chức casting ở những khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, nhưng do dịch nên đang nhận các hồ sơ online và thông báo về lịch casting trong thời gian tới. Bên cạnh việc đầu tư cho các người mẫu và kinh doanh, Ngọc Trinh còn là sao Việt rất chịu chơi khi cô sẵn sàng tạo ra các trò chơi có tin tưởng cho người hâm mộ mỗi khi kênh TikTok hay Instagram của mình đạt được cột mốc mới. Được biết, từ khi mạng xã hội TikTok bắt đầu phát triển ở thị trường Việt Nam, Ngọc Trinh là một trong những sao Việt dành nhiều thời gian và công sức để đầu tư cho kênh của mình. Người đẹp gốc Trà Vinh luôn chịu khó di chuyển đến địa điểm khác nhau để quay clip cũng như sẵn sàng thực hiện các thử thách đang tiến hành trên tảng mạng xã hội này. Hơn thế nữa, nữ diễn viên vòng eo 56 tường thuê ekip chuyên nghiệp từ stylist, chuyên gia trang điểm và đội ngũ quay dựng để thực hiện hầu hết các clip trên TikTok. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn mời một số người nổi tiếng tham gia một số video như Diệu Nhi, Vũ Khắc Tiệp, nhà thiết kế Đỗ Long, Vũ Công, Lâm Viên Hải, v.v. Ngoài ra, người nhà hay trợ lý của Ngọc Trinh cũng thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.